Tiếp nối phần tranh tài của 8 đội thi trong các trò chơi vui nhộn của Cười Xuyên Việt đặc biệt năm nay, tập phát sóng tuần này sẽ là màn tranh tài của 4 đội thắng ở các vòng đối đầu trước là đội 4 chàng trai, đội Tóe Lửa, đội Đại Minh Tinh và đội Tứ Sắc. Lần này họ sẽ đối đầu với nhau qua các trò chơi mới lạ hơn, hấp dẫn hơn và kịch tính hơn. Đội 4 chàng trai với thế mạnh thể lực và chiến thuật vô cùng thông minh, đội Tóe Lửa với sự ăn ý và quyết tâm giành chiến thắng mãnh liệt của các thành viên, đội Đại Minh Tinh với tinh thần nhiệt huyết và không bao giờ bỏ cuộc, đội Tứ Sắc với những thành viên vừa có sức khỏe, vừa có sự thông minh lẫn chiến thuật hợp lý. Vì vậy, hứa hẹn cả 4 đội sẽ tạo nên phần thi đấu bùng nổ với những tình huống hài hước, những màn rượt đuổi điểm số để kịch tính và hấp dẫn. Kính mời quý khán giả đón xem tập chính của chương trình Cười Xuyên Việt, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 8 tháng 3 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ 7 ngày 9 tháng 3 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.